Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 91. Chương 901, Năng lượng mặt trời, 1. Gặp Lục Dương hòa giải cho mình, Chi giáo chủ mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Dương, tiếp đó lấy ra một cái hộp gỗ mặt ngoài có cấm chế. Hắn mở ra cấm chế, trong hộp gỗ chứa vài cuốn sách, chính là công pháp tu luyện cùng các lợi dụng lực lượng Thái Dương. Tứ trưởng lão tiến lên một bước, đọc qua mấy bản công pháp này, quay đầu cung kính nói với Mạnh Cảnh Chu, Thánh tử, đúng là công pháp lợi dụng Thái Dương lực tu luyện, có thể tham khảo. Mạnh Cảnh Chu tùy ý ừ một tiếng, không nhịn được khoát khoát tay, vậy thì thu xuống đi. Chi giáo chủ không có chuẩn bị lễ vật cho Lục Dương, chỉ có thể lâm thời lấy ra thiên tài địa bảo chân quý từ trong nhẫn chứa đồ, còn xin Lục thiếu giáo chủ vui vẻ nhận. Lục Dương nhìn lướt qua liền nhận ra lai lịch những vật liệu này, cười nói, Bách Thảo Đan, Chân Long Di Thuế, Tham Vương Tù. Chi giáo chủ có lòng, vậy ta liền không khách khí. Thất trưởng lão từ bên cạnh tiến lên, thay Lục Dương nhận lấy những bảo bối này. Mộ Bạch Y gặp Chi giáo chủ bỏ công sức như thế, nếu hắn xuất ra vật liệu kém, dễ dàng lưu lại ấn tượng xấu cho Thiên Đình giáo. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân Thiên Đình giáo tụ tập hai giáo bọn hắn cùng một chỗ. Mộ Bạch Y đau lòng lấy ra bảo bối chân tàng từ trong nhẫn chứa đồ, đưa cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hai người thu hết. Hai vị giáo chủ đưa xong lễ, bỗng nhiên đồng thời nói, ta có một chuyện thỉnh giáo. Hai người nhìn hằm hằm lẫn nhau. Lục Dương cười ha hả đưa tay, ra hiệu hai người không cần sốt ruột, thời gian còn rất dồi dào, từng bước mà nói. Thế này đi, vừa rồi là Chi giáo chủ trước nói, vậy lần này liền để Mộ giáo chủ nói trước, hai vị định như thế nào? Chi giáo chủ chỉ có thể đáp ứng. Mộ Bạch Y hỏi, việc làm ăn quán đồ nướng của chúng ta rất thịnh vượng, một ngày thu đấu vàng, chỉ là triều đình thu thuế quá cao, không biết Lục thiếu giáo chủ có biện pháp nào. Mộ Bạch Y trước tiên kéo Lục Dương vào một phe cánh. Bốn vị hộ pháp thiên vương âm thầm nhíu mày, đây là vấn đề ngoài dự liệu, nên đáp lại như thế nào? Lục Dương cười cười, cũng không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Chi giáo chủ, ngươi thì sao? Là như thế này, Lục thiếu giáo chủ cũng biết rõ, Diệu Dương giáo chúng ta vì để cho thế nhân thờ phụng mặt trời. Một mực đang nghiên cứu lực lượng Thái Dương, gần đây nhiều lần nghiên cứu không có kết quả, không biết Lục thiếu giáo chủ có biện pháp. Trong lòng Chi giáo chủ thật gấp, nếu là lên mặt trời thất bại nữa, vậy hắn sẽ cần lại lần nữa trốn thuế để tiến vào đại lao ngồi đợi mấy chục năm đi tránh nạn. Bốn vị hộ pháp thiên vương lại lần nữa âm thầm nhíu mày, cái này có thể có biện pháp nào, mặt trời chí cương chí cường, ai đụng người đó chết, chẳng lẽ Diệu Dương giáo muốn để Vân Chi xuất thủ. Lục Dương nghe vậy, mười ngón giao nhau, đặt trước ngực, thân thể có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Vấn đề hai nhà các ngươi gặp phải thật ra có thể thông qua một phương pháp giải quyết. Chi giáo chủ, ngươi nghe nói qua năng lượng mặt trời chưa? Thái Dương, năng. Chi giáo chủ ngây ngẩn cả người, hắn thân là giáo chủ Diệu Dương giáo, đều hiểu rất rõ đối mọi chuyện với mặt trời, nhưng năng lượng mặt trời trong miệng Lục thiếu giáo chủ đến tột cùng là. Lý giải từ mặt chữ, tựa hồ là nói năng lượng của mặt trời. Lý giải thô thiển, là ý như vậy. Lục Dương bỗng nhiên nói tới một chuyện khác. Ngươi mới vừa nói, kế hoạch đăng nhật một mực thất bại. Chắc hẳn đây là kế hoạch những năm gần đây mới bắt đầu, trước đây vẫn luôn ở cự ly xa nghiên cứu lực lượng Thái Dương. Đã như vậy, vì sao muốn đăng nhật nghiên cứu mặt trời? Chi giáo chủ thở dài, Lục thiếu giáo chủ có chỗ không biết, gần đây chúng ta gặp được bình cảnh về việc nghiên cứu lực lượng Thái Dương. Phái cấp tiến đưa ra ý định đăng nhật đến cự ly gần nghiên cứu mặt trời. Nhưng mặt trời không dễ tới gần, đã có mấy cường giả hợp thể kỳ bị mặt trời đốt sống chết tươi. Lục Dương uể oải dựa vào thành ghế, gầy gầy bùn không tồn tại trong móng tay, quý giáo đảm lượng không nhỏ, lại dám đăng nhật. Ngươi có biết lúc đầu bầu trời đầy sao đều là hư ảnh, hơn trăm năm trước có người đùng vô thượng đại pháp lực vận dụng thủ đoạn kinh thế, điền những sao trời này vào vị trí hư ảnh. Chi giáo chủ làm sao không biết rõ, giáo chủ đời trước cũng là bởi vì chuyện này mà tế thiên. Vị tồn tại có vô thượng đại pháp lực chính là tồn tại mà thiên đình giáo chúng ta nhìn thấy đều cảm thấy rất khó giải quyết.
Diệu Dương giáo các ngươi lại dám lên trời dò xét Thái Dương, cũng không sợ chạm vào cấm kỵ của vị kia, một hơi hủy diệt Diệu Dương giáo các ngươi. Chi giáo chủ nghe xong mồ hôi lạnh chảy đầy, tồn tại để thiên đình giáo đều cảm thấy khó giải quyết, nói rõ vị vô thượng đại pháp lực kia là tiên nhân. Diệu Dương giáo đăng nhật tương đương với gây chuyện ngay dưới mắt tiên nhân, nói không chừng một cử động lơ đãng liền chọc tới tiên nhân không thích, tìm đến tai họa ngập đầu cho Diệu Dương giáo. Trước đây chế định kế hoạch đăng nhật, hắn liền phản đối, thế nhưng cao tầng quyết tâm muốn đưa người đi chết, hiện tại tốt rồi, chờ tiên nhân đến diệt môn đi. Vậy theo góc nhìn của Lục Thiếu giáo chủ, mục đích của Diệu Dương giáo là truyền bá tín ngưỡng, mà không phải đăng nhật đúng chứ? Đúng. Chi giáo chủ nên biết được lực lượng Thái Dương đã bao hàm ánh sáng cùng nhiệt, ánh sáng có thể chiếu sáng, nóng cung cấp nhiệt độ. Chi giáo chủ gật gật đầu, đây là thứ đã được viết trong lực lượng Thái Dương chân giải, người Diệu Dương giáo đều biết rõ, cuối năm khảo thí tất thi. Lực lượng Thái Dương chân giải là thư tịch nội bộ Diệu Dương giáo, phải là người trong giáo mới có thể xem. Chương 902, năng lượng mặt trời, 2. Lục Dương lại lấy ra một mặt kính lúp, đây là kính lúp rẻ nhất, chỉ cần để kính lúp dưới mặt trời, lực lượng Thái Dương sẽ tụ tập ở. Một chút, nhẹ thì thiêu chết con kiến, nặng có thể gây nên hỏa hoạn, đây là năng lượng mặt trời thể hiện sơ bộ. Chi giáo chủ tiếp tục gật đầu, Lục Dương giảng đều là kiến thức căn bản, mà kính lúp chính là hắn phát minh, hắn không thể quen thuộc hơn được đối cái thứ này. Mặt trời đã có được năng lượng, thế sao không lợi dụng cỗ năng lượng này? Chúng ta đã lợi dụng công pháp nghiên cứu lực lượng Thái Dương, phương pháp đề cao hiệu suất hấp thu lực lượng Thái Dương. Lục Dương bình tĩnh lắc đầu, không phải phương thức lợi dụng kiểu này, tu sĩ vì sao muốn tu luyện công pháp các ngươi viết, chỉ bằng công pháp các ngươi viết là công pháp về lực lượng Thái Dương. Thái âm Thái Dương, tam tài tứ tượng ngũ hành, công pháp chủng loại nhiều vô số kể, tu sĩ có cần phải lựa chọn công pháp của các ngươi? Tu sĩ không tuyển chọn công pháp của các ngươi, tín niệm các ngươi về mặt trời cũng sẽ truyền bá không ra, không cách nào được thế nhân tán thành. Chi giáo chủ hồi tưởng hành động 6 vạn năm đến nay của Diệu Dương giáo, xác thực như thế, thế gian công pháp nhiều lấy linh lực làm hạch tâm. Bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức nghiên cứu công pháp về lực lượng Thái Dương, căn bản không có bao nhiêu người nhìn, truyền bá tín ngưỡng khó khăn. Còn xin Lục Thiếu giáo chủ chỉ giáo, phương pháp ta đã nói, lợi dụng năng lượng mặt trời. Không phải sáng tác công pháp lực lượng Thái Dương, mà là để năng lượng mặt trời đi vào từng nhà bách tính phổ thông, tỉ như đem đầu chữ năng lượng mặt trời, dùng bọn chúng cho việc thắp sáng. Để bách tính phổ thông cũng có thể lợi dụng năng lượng mặt trời, cái này như thế nào có khả năng? Chi giáo chủ nghẹn ngào nói, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lục Dương hững hờ cười nói, cái này làm sao không có khả năng? Vấn đạo tông Đào Yêu Diệp nghiên cứu ảo ảnh trong mơ cũng có thể làm cho dân chúng tầm thường dùng được. Các ngươi dùng trận pháp tích xúc năng lượng mặt trời, lại đến lúc ban đêm phóng thích, chẳng lẽ không làm được? Về phần cường độ ảo ảnh trong mơ truyền bá, Mộ giáo chủ có quyền lên tiếng nhất. Mộ Bạch Y gật đầu, ảo ảnh trong mơ truyền bá càng rộng, độ nổi tiếng của quán đồ nướng của bọn hắn càng lớn, sinh ý càng thịnh vượng, đây là phản ứng lợi nhuận trực quan nhất hiện ra. Một tên đệ tử của Vấn Đạo Tông đều có thể nghiên cứu ra loại vật liệu này, chẳng lẽ Diệu Dương giáo làm không được? Nếu có thể thành công nghiên cứu hạng mục này, ngọn nến bị thay vào đó, từng nhà đều có thứ mà Diệu Dương giáo các ngươi phát minh, các ngươi lo gì không thể truyền giáo? Lục Dương ý vị thâm trường nhìn Trì giáo chủ, muốn để thế nhân tín ngưỡng mặt trời, đầu tiên cần phải làm là để thế nhân thu lợi, Trì giáo chủ, ngươi nên hiểu đạo lý này mới đúng. Trì giáo chủ bỗng nhiên có loại cảm giác hiểu ra, không hổ là đại thế lực thượng cổ, trình độ nhận biết cao hơn hắn ra một cấp độ. Đương nhiên, dùng năng lượng mặt trời thắp sáng cũng không phải một lần là xong chuyện, như thế nào thu, thập, chứa đựng năng lượng mặt trời, như thế nào phóng thích năng lượng mặt trời, như thế nào tinh giản kết cấu, như thế nào giảm xuống giá cả, các loại, đây đều là vấn đề phải nghiên cứu sâu thêm, quý giáo có thể từng bước một mà làm. Mà đây chỉ là một cái ví dụ ta tùy tiện đưa ra, còn có rất nhiều vật liệu mà năng lượng mặt trời có thể làm ra được, chi giáo chủ sau này trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Nghiên cứu là sở trường của Trì giáo chủ, hắn chính là bởi vì phát minh kính viễn vọng mới trở thành cao tầng của Diệu Dương giáo. Mà một phương án này còn đáng tin cậy hơn kế hoạch đăng nhật nhiều lắm, nhất định có thể đạt được cao tầng thông qua. Nếu có thể nghiên cứu ra kết quả, tài phú, thanh danh càng sẽ liên tục không ngừng vọt tới.
Đây là thời cơ ngàn năm một thở để Diệu Dương giáo phát triển. Nhất định phải là tự mình chủ đạo nghiên cứu, giữ kết quả nghiên cứu ở trong tay, cao tầng nào cũng không dám bắt mình tế thiên khi gặp được khó khăn. Chuyện tốt một công nhiều việc, Chi giáo chủ tâm tình kích động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đây cũng là trí tuệ của người thừa kế của thượng cổ thế lực sao, vẻn vẹn nói mấy câu, không chỉ có giải quyết vấn đề của Diệu Dương giáo, còn giải quyết khốn cảnh của mình. Người thừa kế đều như thế, Đậu Thiên Tôn trong truyền thuyết lại là có trí tuệ kinh thế hãi tục cỡ nào. Lục Dương thả ánh mắt trên người Mộ Bạch Y, không nói lời nào, cho Mộ Bạch Y một loại cảm giác áp bách nhàn nhạt. Hồi lâu, Lục Dương mở miệng. Về phần chuyện thu thuế của quán đồ nướng, Mộ giáo chủ có thể cân nhắc hợp tác cùng Diệu Dương giáo. Hợp tác? Mộ Bạch Y hết sức kinh ngạc, không nói đến giáo phái của hai người bọn họ một âm một dương, thuộc tính tiên thiên đã không hợp, coi như tiên thiên phù hợp, nói chuyện hợp tác cần nói từ đâu. Gặp Mộ Bạch Y bày ra bộ dáng kinh ngạc, Lục Dương biết rõ đối phương không để ý tới lời giải thích của mình. Mộ giáo chủ, ngươi lại không hiểu về chính sách của đại hạ bằng một cổ nhân như ta à? Ngươi có biết, chính sách thu thuế của đại hạ về sản nghiệp loại nghiên cứu là rất có ưu đãi. Đối với nghiên cứu kỹ thuật kiểu mới là có chính sách giảm thuế to lớn, thậm chí miễn thuế. Đối với sử dụng năng lượng bên ngoài linh khí cũng là có chính sách giảm thuế lớn, thậm chí miễn thuế. Lục Dương dùng ánh mắt giống như nhìn đồ đần nhìn Mộ Bạch Y, người thế mà còn là giáo chủ ma giáo cơ đấy, thế mà còn không hiểu pháp luật bằng ta. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 903, Tam giáo hùn vốn. Mộ Bạch Y không thèm để ý ánh mắt Lục Dương, cũng không dám để ý. Lục Dương ném ra ba vấn đề, làm hắn hiểu ra. Lục thiếu giáo chủ có ý là, Cửu U giáo chúng ta có thể hợp tác mở quán đồ nướng với Diệu Dương giáo. Không phải quán đồ nướng, là thương hội nghiên cứu kỹ thuật về năng lượng mặt trời, một trong sản nghiệp là quán đồ nướng. Lục Dương cải chính. Nếu vẫn là quán đồ nướng, ở đâu ra chính sách thu thuế, chỉ có tính chất cải biến cửa hàng mới có thể hưởng thụ chính sách thu thuế ưu đãi. Lục Dương vì không tiến vào đại lao, đi theo gót sư phụ, đau khổ học luật cùng chính sách, những nỗ lực cố gắng ở trong đó thì chỉ có chính hắn biết rõ. Đúng đúng đúng, là thương hội nghiên cứu kỹ thuật về năng lượng mặt trời. Mộ Bạch Y vội vàng gật đầu, vẫn là đầu óc của Lục thiếu giáo chủ người ta dễ tốt. Đây chẳng phải là Lục thiếu giáo chủ mưu định kế hoạch thiên hạ trong tiệm, nên gọi là nội liên Diệu Dương, vô tình hai giáo. Chỉ sợ Lục thiếu giáo chủ đã sớm liệu đến cục diện hôm nay, mưu trí kinh khủng như thế nào. Hắn nếu là có đầu óc như Lục thiếu giáo chủ, không cần giả mạo thân phận tín đồ đi vay làm gì. Phong đô đều đã xây mấy tòa thành, đừng nói làm giáo chủ, tín đồ đã coi hắn là giáo tổ để cúng bái. Đại hạ từ trước cổ vũ phát minh sáng tạo, bất luận là Lục Dương phát minh xe bay hay là Đào Yêu Diệp phát minh ảo ảnh trong mơ, đều hưởng thụ chính sách thu thuế ưu đãi. Mà bởi vì linh khí trên bản chất thuộc về tài nguyên tính chiến lược, đại hạ cổ vũ mọi người sử dụng nguồn năng lượng bên ngoài linh khí. Lúc này mới đẩy ra một hệ liệt chính sách thu thuế mà Lục Dương đã nói. Theo Lục Dương, tu tiên giới tiến hành cách mạng công nghiệp, căn bản không cần dựa theo tiến trình từng bước một như kiếp trước. Trước hơi nước sau điện lực, trực tiếp một bước đúng chỗ, sử dụng sạch sẽ nguồn năng lượng mặt trời là được. Đây là chuyện hắn suy nghĩ khi đọc qua tư liệu về Diệu Dương giáo, chỉ bất quá hắn còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào dẫn đạo Diệu Dương giáo đến một bước này, cơ hội liền tự mình tìm tới cửa. Liên hợp thành lập thương hội, khai phát kỹ thuật mới về việc lợi dụng năng lượng mặt trời, đại hạ sẽ đại lực nâng đỡ thương hội, trong lúc nâng đỡ, thu thuế của quán đồ nướng căn bản không thành vấn đề. Mà đồ nướng vì duy trì chân hỏa, cần không thể gián đoạn quán thâu linh lực vào bên trong chân hỏa, nếu là Diệu Dương giáo nghiên cứu ra thành quả, thì có thể lợi dụng năng lượng mặt trời duy trì chân hỏa. Cứ như vậy, triều đình không chỉ có giảm thuế, nói không chừng sẽ còn cho phụ cấp. Lục Dương miêu tả tình cảnh để hai mắt Mộ Bạch Y tỏa ánh sáng, nhận biết thiên đình giáo thật sự là quyết định chính xác nhất mà đời này hắn làm ra. Lục Dương gặp Trì giáo chủ cúi đầu trầm tư, cười nói, Trì giáo chủ, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Đơn giản là đang nghĩ Diệu Dương giáo các ngươi có thể tự hành nghiên cứu năng lượng mặt trời, không cần thiết hợp tác cùng Cửu U giáo, đúng không? Không có không có, không có chuyện đó. Chi giáo chủ thể thốt phủ nhận, thật ra hắn chính là nghĩ như vậy. Không sao đâu,
người đều là vì lợi, có thể lý giải. Chỉ là còn xin Trì giáo chủ nghĩ rõ ràng, thành lập thương hội nghiên cứu kỹ thuật về năng lượng mặt. Trời đầu tiên cần chính là một thân phận sạch sẽ. Đăng ký loại thương hội cỡ lớn này, đối với linh thạch đăng ký cùng thân phận người đăng ký có yêu cầu nghiêm khắc, tối thiểu nhất phải có tu vi hợp thể kỳ. Nếu ta đoán không sai, bên trong hợp thể kỳ của quý giáo, chắc chỉ có Trì giáo chủ một người là không có bị truy nã. Trì giáo chủ chuẩn bị dùng thân phận nhà phát minh của ngươi đi đăng ký thương hội, sau đó dùng kinh nghiệm ngươi 7 lần trốn thuế vào tù để quan phủ xem thương hội là đối tượng trọng điểm thẩm tra sao. Trì giáo chủ ứa ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đối phương điều tra rõ ràng thân phận của mình như thế. Thật ra hắn một mực dùng chính là hai gương mặt, một mặt là người đã phát minh kính viễn vọng để xem mặt trời, đây là gương mặt thật, một mặt là giáo chủ Diệu Dương giáo, đây là gương mặt giả. Vì để phòng người ma giáo khác nhận ra mình, vụng trộm báo cáo mình. Nghĩ không ra đối phương thế mà nhìn thấu mình ngụy trang. Lục Dương không có bản lĩnh xem thấu Trì giáo chủ ngụy trang, xem thấu ngụy trang là đại sư tỷ. Sau lần trước gặp mặt, đại sư tỷ liền nhận ra thân phận chân thực của Trì giáo chủ. Trái lại Cửu U giáo bên này, đại lão bản thạch hóa cốt quán đồ nướng nhiều lần được triều đình khen ngợi. Hoàn toàn được triều đình tín nhiệm, nhờ hắn ra mặt thành lập thương hội, chắc hẳn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát to, bản giáo chiếm quán đồ nướng 6 thành lợi nhuận, nói như vậy Trì giáo chủ là không nguyện ý để bản giáo tham gia chuyện của thương hội. Mặc dù Mạnh Cảnh Chu chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng lời này để Trì giáo chủ nghe vào tai không khác gì bị độ kiếp kỳ uy hiếp. Trì giáo chủ lúc này mới nhớ tới, quán đồ nướng bên ngoài là sản nghiệp của Cửu U giáo, thật ra Thiên Đình giáo mới là bên chiếm cứ đầu to. Đây không phải là 2 giáo liên hợp thành lập thương hội, mà là 3 giáo. Chương 904, Đái Bất Phàm, cho hai người các ngươi một nhiệm vụ, 1. Hắn vừa rồi đang suy nghĩ gì thế này, muốn làm một mình, ngăn tài lộ của Thiên Đình giáo, chán sống phải không? Đây chẳng phải là cơ hội ôm bắp đùi Thiên Đình giáo. Trì giáo chủ cười làm lành, Lục thiếu giáo chủ, Long thánh tử cứ đùa, Đậu Thiên Tôn ở trên, Trì mỗ thật không có ý nghĩ làm một mình. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Lục Dương cười cười, giống như lời vừa mới nói chính là trò đùa, vỗ vỗ phía sau lưng Mạnh Cảnh Chu. Lão Long bớt giận, ngươi nhìn Trì giáo chủ không có ý nghĩ này, cái này còn tạm được. Mạnh Cảnh Chu hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý nói thêm cái gì cùng những người này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đứng dậy, giơ lên chén trà, hai vị giáo chủ thấy thế cũng vội vàng đứng dậy nâng chén. Vậy thì chúc tình hữu nghị của 3 giáo chúng ta Thiên Trường Địa Cửu, kính sư phụ. Kính Đậu Thiên Tôn, kính Đậu Thiên Tôn, kính Đậu Thiên Tôn. 4 người uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ tôn kính dành cho Đậu Thiên Tôn. Đậu Thiên Tôn ở trong không gian tinh thần rất hài lòng thái độ của 4 người đối với của mình. Hai vị còn có chuyện gì khác không? Lục Dương duỗi lưng một cái. Không có không có, đa tạ Lục thiếu giáo chủ đề điểm. Chỉ mỗ ngu dốt, ngày sau còn xin Lục thiếu giáo chủ chỉ điểm nhiều hơn. Trải qua Lục Dương cho chỗ tốt và gõ đầu một phen, trong đáy lòng hai vị giáo chủ càng kính nể Lục Dương vị thiếu giáo chủ này, đây là tồn tại chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Sau khi cáo biệt Thiên Đình giáo, thiếu giáo chủ cùng thánh tử mang theo 4 tên thiên vương rời đi. Hai vị giáo chủ tu vi cao sâu, thính lực còn mạnh hơn hợp thể kỳ cùng cấp bậc, cách rất xa đều có thể mơ hồ nghe thấy lời đối thoại của Lục thiếu giáo chủ cùng Long thánh tử. Ngươi nói với bọn hắn chuyện này để làm gì, có khó khăn chính bọn hắn giải quyết đi, ngươi giúp bọn hắn có khả năng giúp đỡ chúng ta cái gì? Chúng ta thiếu chút tiền ấy à, hay là nói sau này khi chiến đấu cùng Thượng Cổ Tứ Tiên thì bọn hắn có thể giúp một tay. Tốt xấu gì Cửu U trước kia và chúng ta quan hệ không tệ, bên trong Thiên Đình cũng có Thái Dương Thần. Cũng coi như có duyên phận, thấy bọn hắn lăn lộn quá thảm, có thể giúp đỡ một chút thì bớt một chút. Để bọn chúng gia nhập thương hội cùng chúng ta, ai mà thèm, còn không phải là vì nghiên cứu năng lượng mặt trời thay thế ngọn nến. Có lý do chính đáng tiếp tục chỉ rõ phương hướng cho bọn hắn, không có chúng ta, Diệu Dương giáo bọn hắn biết rõ bước kế tiếp nên làm cái gì sao, không biết hảo tâm. Thôi đi Lão Long, tất cả mọi người không dễ dàng, không cần thiết để bọn hắn biết rõ suy tính của chúng ta. Câu nói cuối cùng tiêu tán trong gió, rốt cuộc nghe không được. Hai vị giáo chủ nghe xong hổ thẹn vạn phần, nếu không phải Thiên Đình giáo nhớ tới tình cũ,
bọn hắn sẽ không có cơ hội ôm lấy bắp đùi của Thiên Đình giáo. Chuyện lợi dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng mà ngươi vừa nói ra để ta nghe quen tai, việc này bản tiên trước kia cũng đã từng làm. Trên đường trở về, Bất Hủ tiên tử cười hì hì nói, khoan khoái duỗi lưng một cái. Nàng ở trên giường thông qua đi ngủ tu luyện, khôi phục lực lượng, hiện tại tỉnh ngủ, biểu thị tiến trình tu luyện tạm thời có một kết thúc. Tiên tử đi ngủ vất vả, ngươi ở thời kỳ thượng cổ cũng dùng qua năng lượng mặt trời. Ngược lại là chưa nghe nói qua năng lượng mặt trời, bất quá hẳn là cách dùng đều không khác mấy. Ngươi dùng như thế nào? Có một hồi ta thích xem sách, ban ngày xem hết ban đêm nhìn, mặc dù bản tiên thị lực cực dài. Cho dù đang ở địa phương không có ánh sáng cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng như thế này không có không khí. Cho nên bản tiên mời đến một kim ô, ban ngày để nó nghỉ ngơi dưỡng sức đừng sáng lên. Chờ đến tối lại để cho nó sáng lên chiếu sáng cho bản tiên, ngươi đừng nói, ánh sáng kia quả thật giống như ban ngày. Đó, lúc khi nấu cơm hỏa lực không đủ, bản tiên sẽ mời một kim ô tới hỗ trợ thổi lửa làm nóng. Đương nhiên, bản tiên sẽ không để cho nó hỗ trợ miễn phí. Mỗi lần bản tiên đều sẽ lưu nó ăn cơm. Ta cảm thấy chuyện lợi dụng lực lượng Thái Dương Tháp mà chúng ta đã nói và phát nhiệt không phải cùng một dạng nha. Có đúng không? Bản tiên cảm thấy không sai biệt lắm mà. Ngươi nhìn xem, bản tiên có phải trước chứa đựng lực lượng Thái Dương hay không? Đúng, có phải sau khi chứa đựng lại phóng xuất Thái Dương lực lượng ra hay không? Đúng. Bất Hủ tiên tử vỗ tay một cái này không phải à, giống y như đúc. Lục Dương kiên nhẫn phân chia cả hai cho Bất Hủ tiên tử, ta nói năng lượng mặt trời ngoại trừ có thể dùng để thắp sáng phát nhiệt, còn có thể cấp nước làm nóng, có thể thay thế ngựa, xe để chạy. Thái Dương lực lượng của bản tiên cũng được, để kim ô nấu nước, hoặc lôi kéo bản tiên bay đi bốn phía cái gì đó. Lục Dương bối rối, dựa theo kế hoạch lắc lư xong hai vị giáo chủ, thành viên Thiên Đình giáo dẹp đường hồi phủ, trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương đang cố gắng giải thích năng lượng mặt trời cũng không phải như nàng nghĩ với Bất Hủ tiên tử. Mạnh Cảnh Chu thì đang nhìn công pháp Diệu Dương giáo hiếu kính, học tập như thế nào hấp thu Thái Dương lực lượng trình độ lớn nhất. Bên trên công pháp, nam tử trần truồng đối mặt với mặt trời, giang hai cánh tay, để ánh nắng tiếp xúc mỗi một tấc da thịt, họa công vẽ hình sinh động như thật, giản lược dễ hiểu. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 905, Đái Bất Phàm, cho hai người các ngươi một nhiệm vụ. 2. Ở chỗ trống nơi biên giới, Diệu Dương giáo còn đánh dấu rằng nhất định phải cởi sạch quần áo, một mảnh vải cũng không thể lưu, nhất là hạ bộ, tu hành không có chuyện xấu hổ. Lý do cho cũng rất đầy đủ, địa phương khác tu luyện, hạ bộ liền không cần tu luyện sao? Trừ cái đó ra, còn bày ra các loại tư thế phơi mặt trời. Diệu Dương giáo cân nhắc chu đáo, công pháp ngoại trừ bản nam tử, còn có bản nữ tử. Mạnh Cảnh Chu nhìn hai quyển sách trong tay, trầm mặc không nói. Bìa cuốn thứ hai là nữ tử trần truồng, tư thái vũ mị, giống như là bởi vì phơi mặt trời mà hưng phấn, hắn đang suy nghĩ muốn mở ra hay không. Khó trách công pháp các ngươi dạy không ai học. Các ngươi nói đây là công pháp đứng đắn sao? Bốn vị hộ pháp thiên vương ném hai người Lục Dương đến cổng vào tông môn, liền trở lại ngọn núi của riêng mình. Ngươi có cảm giác tông môn chúng ta ít người rồi hay không? Lục Dương nói, bất luận là trên đường tới, hay là nhiệm vụ điện, đệ tử trong tông môn đều muốn ít hơn ngày bình thường. Ngươi nói kiểu này, thật đúng là thế. Hai người đến nhiệm vụ điện hướng Đái Bất Phàm báo cáo tình huống về lần hành động này. Đái sư huynh, trình thể tình huống lần này tiếp xúc cùng hai giáo chính là như vậy. Đái sư huynh, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sau khi hồi báo xong, phát hiện Đái Bất Phàm có chút không quan tâm, tựa hồ đang nghĩ những chuyện khác. Đái Bất Phàm như mới tỉnh từ trong mộng. À, được, các ngươi chơi không tệ, tiền tài hai giáo hối lộ các ngươi là các ngươi bằng bản lĩnh lừa gạt tới, cũng không cần nộp lên tông môn. Sau đó Đái Bất Phàm xoắn xuýt nhìn hai người, giống như trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến, do dự. Cuối cùng cắn răng một cái, làm ra quyết định trọng đại, các ngươi tới vừa đúng lúc, ta chỗ này vừa hay có một hạng nhiệm vụ cần các ngươi hoàn thành. Nhiệm vụ. Đái Bất Phàm đẩy một quyển sách nhỏ lên trước mặt hai người, bên trong sách nhỏ ghi lại tin tức của mấy phàm nhân, tuổi tác cũng không lớn. Những người này là mấy nhân tuyển mà tông môn chiêu sinh lần này, kế hoạch là trước khi chiêu sinh, trước quan sát phẩm hạnh của những người này. Phải chăng có thể tu tiên,
phải chăng phù hợp tiêu chuẩn của bản tông, nếu phù hợp, liền mời bọn họ sang năm ngày 2 tháng 2 đến bản tông tiến hành khảo thí nhập môn. Trừ bỏ chuyện chính với tu hành quan khẩu, chấp hành những nhiệm vụ khác, giúp cho tông môn duy trì vận chuyển. Đại đa số đệ tử bên ngoài đến luyện hư kỳ của Vấn Đạo Tông đều bị Đái Bất Phàm phái đi ra quan sát phẩm hạnh của nhân tuyển. Quan sát phẩm hạnh không phải một ngày hai ngày liền có thể ra kết quả, ngắn nhất cũng muốn cần thời gian một tháng. Lâu là nửa năm cũng có khả năng, cho nên người phái đi ra chưa chắc có thể có thời gian chấp hành quan sát nhiệm vụ lần thứ hai. Thật sự là nhân thủ không đủ dùng, Đái Bất Phàm mới không thể không để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng đi quan sát phẩm hạnh của nhân tuyển. Đây cũng chính là điểm mà hắn một mực đang xoắn suýt. Nếu không phải hắn thoát thân không ra, hắn thà rằng tự mình đi làm nhiệm vụ cũng không nguyện ý gọi hai người Lục Dương đi làm. Không chừng lại làm ra chuyện động trời gì đó. Nguyên lai là như thế này. Lục Dương lộ ra nụ cười tự tin, vỗ bộ ngực cam đoan. Đái sư huynh yên tâm, hai người chúng ta ngài còn không biết sao, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đái Bất Phàm thở dài, theo thường lệ trước khi đi nhắc nhở hai người, các ngươi nếu là phát hiện người bên ngoài danh sách cũng phù hợp điều kiện bản tông tuyển nhận, cũng có thể đề cử cho ta. Không có vấn đề. Đúng rồi, các ngươi biết rõ yêu cầu của tông môn chúng ta về phẩm hạnh của nhân tuyển chưa? Đái Bất Phàm không phải rất yên tâm như cũ. Trung thực bản phận làm người, chân thật tu luyện. Đái Bất Phàm gật gật đầu, thoáng yên tâm, biết rõ liền tốt, đi thôi. Trên xe ngựa, hai người lật xem tin tức trên sách nhỏ, hết thảy có ba tên phàm nhân, tuổi tác đều trên dưới 15 tuổi. Đi trước U Châu Cửu Long Thành đi, cách chúng ta gần nhất. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào phàm nhân trong tờ thứ nhất của sách nhỏ, nói. Phàm nhân trên tờ thứ nhất là một tên thiếu niên, tên Tạ An, là một vị sư huynh nào đó, đi ngang qua Cửu Long Thành chấp hành nhiệm vụ phát hiện ra hắn. Đó là một lần làm nhiệm vụ diệt trừ Hồng Y Lệ Quỷ, Hồng Y Lệ Quỷ làm nhiều việc ác, vị sư huynh kia trải qua phương thức loại trừ. Rốt cuộc tìm được tung tích của Hồng Y Lệ Quỷ, đầu Hồng Y Lệ Quỷ kia gặp không địch lại sư huynh, gặp sư huynh không dám thi triển toàn lực ở địa phương nhiều phàm nhân. Liền kết luận sư huynh bận tâm phàm nhân, cho nên lấy tính mạng phàm nhân áp chế, dùng cái này mưu cầu sinh lộ. Mà bị áp chế người, chính là Tạ An. Đang ở trong tình cảnh mấu chốt, Tạ An biểu hiện ra cực kỳ ổn trọng, trong lòng có tố chất, bị Hồng Y Lệ Quỷ áp chế vẫn như cũ không có bối rối. Còn dùng lời nói chọc giận Hồng Y Lệ Quỷ, Hồng Y Lệ Quỷ dưới cơn thịnh nộ lộ ra sơ hở, bị sư huynh đánh giết. Lúc đó Tạ An còn nhỏ tuổi, không có đến tuổi tác linh căn khảo thí, không biết căn cốt như thế nào. Nhìn như vậy, tiểu tử gọi Tạ An này ngược lại là hạt giống rất thích hợp tu luyện. Lục Dương cười nói, gặp nguy không loạn, đây là chuyện mà bao nhiêu tu tiên giả đều làm không được, đối mặt nguy hiểm chỉ có loại tố chất này mới có còn sống khả năng. Hắn cùng lão Mạnh đều có loại tố chất này. Chương 906, tiên tử ngài lần sau có thể nói sớm một chút không? Cửu Long Thành, U Châu, một tòa thành trì phát triển trình độ vừa phải, tu vi người cao nhất là thành chủ, hóa thần sơ kỳ. Nghe nói ngoài thành còn cất giấu một chỗ bí cảnh, nhưng không người dò xét đến, dần dần biến thành một truyền thuyết. Trừ cái đó ra còn có ba đại tông môn bản địa như sấm bên tai, theo thứ tự là Hỗn Nguyên Cổ Kiếm Tông, Bạch Nhật Phi Thăng Phái, Càn Khôn Tử Vân Cung, đều có Nguyên Anh lão quái tọa chấn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu loại, trọng anh kỳ này có thể đi ngang trong Cửu Long Thành, không người ngăn cản. Nhưng bọn hắn không phải người gây chuyện, lần này là mang theo nhiệm vụ tới, bí mật quan sát mới có thể xác định phẩm hạnh. Hẳn là ở phương hướng này, Mạnh Cảnh Chu lưu lão mã tại chuồng ngựa, cùng Lục Dương ra ngoài tìm người. Trên tình báo nói Tạ An không cha không mẹ, sinh hoạt ở trong miếu hoang ngoài thành. Ba người dựa theo tình báo chỉ thị, đi đến chỗ miếu thờ rách nát, miếu thờ đền thờ lung lay sắp đổ, thấy không rõ chữ. Không biết là miếu thờ được kiến tạo bao lâu trước đó, lại vì sao nguyên nhân để tăng lữ di chuyển. Một gian miếu thờ nho nhỏ, bốn phía hở, trên đài sen trống rỗng, ngay cả tượng Phật cũng không thấy. Trước đài sen phủ lên cỏ khô, ở giữa còn có đống lửa đã dập tắt, không thấy Tạ An, chỉ có một tên lão khất cái uể oải nằm trên mặt đất, một tay chống đỡ đầu, một tay nắm con giận trên người. Muốn lộ diện hỏi một chút Tạ An ở đâu không? Hai người âm thầm truyền âm, không có tùy tiện hiện thân hỏi thăm lão khất cái. Nếu là lão khất cái cùng Tạ An nhận biết, Tạ An sẽ biết được hai người tồn tại, bất lợi cho bí mật quan sát phẩm hạnh.
Lục Dương phân tích, nói, đợi thêm một chút, ngươi nhìn đệm chăn cũng trồng thật chỉnh tề, khẳng định không phải lão khất cái trồng. Rất có thể là Tạ An làm ra, điều này nói rõ coi như Tạ An rời đi, cũng không có đi quá xa. Quả nhiên chờ đến lúc chạng vạng tối, Tạ An toàn thân bẩn thỉu bị tiểu nữ hài nâng đi vào miếu thờ. Lão khất cái thấy thế cười trên nỗi đau của người khác, thế nào, đi hỗn nguyên cổ kiếm tông rồi. Ta nói người ta sẽ không cần hai người các ngươi mà. Tạ An không nói gì, tiểu nữ hài nâng Tạ An lại bất bình thay hắn, quá phận, bọn hắn đến cả căn cốt của Tạ ca ca đều không kiểm tra. Nhìn Tạ ca ca mặc đồ rách nát, liền nói khẳng định không có thiên phú tu luyện, trực tiếp ném Tạ ca ca ra khỏi tông môn. Tiểu nữ hài mặc rách dưới, giống như mới đào ra từ bên trong hố đất, Lục Dương có thể nhìn ra, nếu tiểu cô nương tắm sạch sẽ, lại thay đổi ăn mặc một cái, chính là mỹ nhân bại hoại. Lão khất cái ngáp một cái, căn cốt thạch giá cao chót vót, lại có số lần sử dụng, người ta chịu đo linh căn cho ngươi mới là lạ. Tạ An nhíu mày, không nói gì. Được rồi, đừng phụng phịu, nhìn thu hoạch hôm nay của ta. Lão khất giống như dùng ảo thuật biến ra ba cái bánh bao trắng lớn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở chỗ này trong một ngày, lão khất cái căn bản liền không có thay đổi địa phương. Là bánh bao. Tiểu nữ hài nhìn thấy bánh bao, hai mắt sáng lên. Một già hai trẻ ở bên cạnh đống lửa ăn bánh bao, yên tĩnh mà hạnh phúc. Ăn vào một nửa bánh bao, Tạ An bỗng nhiên nói ra, "Sảo Nhi muội muội, ta ngày mai đi Bạch Nhật Phi Thăng phái thử một chút." Tạ An lộ ánh mắt kiên định, "Tốt, ta bồi Tạ ca ca cùng đi." Lão khất cái cười nhạo một tiếng, tựa hồ đang chế giễu Tạ An làm chuyện vô ích. Nếm qua bánh bao, lão khất cái hưng phấn lôi kéo tay Tạ An, dọn dẹp cỏ khô qua một bên, lộ ra một bộ bàn cờ vây dùng tảng đá làm nền. Lão khất cái lấy ra một túi hòn đá nhỏ màu đen cùng một túi hòn đá nhỏ màu trắng. "Tới tới tới Tạ tiểu tử, theo ta đánh hai ván." Tạ An đáp ứng, một già một trẻ chém giết trên bàn cờ, tiểu cô nương tên là Sảo Nhi ở một bên nhìn. Năm ván kết thúc, Tạ An toàn thắng, lão khất cái hối tiếc không thôi. Một đêm qua đi, lão khất cái còn đang ngủ, Tạ An mang theo Sảo Nhi tiến về Bạch Nhật Phi Thăng phái, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm đuổi theo. Cửa ra vào Bạch Nhật Phi Thăng phái, Tạ An cho thấy ý đồ đến, hy vọng khảo thí căn cốt, hai tên đệ tử ngoại môn đang có phiên trực ở cửa ra vào lại khịt mũi coi thường với Tạ An. "Mau mau cút, ở đâu ra tiểu ăn mày, loại người như ngươi có thể có linh căn. Dù Càn Khôn Tử Vân Cung mà Nguyên Anh lão tổ đã biến mất cũng sẽ không muốn các ngươi." Tạ An lại lần nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, trầm mặc không nói, yên lặng nhìn xem, cắn nát bờ môi. Cái nhục ngày hôm nay sẽ trả hoàn trả gấp trăm lần. Đến chạng vạng tối, Tạ An lần nữa bị Sảo Nhi nâng trở về, lão khất cái vẫn là bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. "Cũng đã sớm nói, loại người như ngươi, ai cũng sẽ không muốn." Vẫn như cũ là ăn bánh bao, chơi cờ vây, lão khất cái thua liên tiếp. Mắt thấy là phải thua ván thứ năm, lão khất cái bỗng nhiên nói, "Tạ tiểu tử, ngươi thật muốn tu tiên?" Tạ An dùng sức gật đầu. "Tiểu ni tử, ngươi thì sao? Ngươi được Tạ tiểu tử cứu từ trong tay giặc cướp, một mực đi theo Tạ tiểu tử, cũng muốn tu tiên sao?" "Tạ ca ca đi nơi nào, Sảo Nhi sẽ theo đến nơi đó." Lão khất cái nhìn chằm chằm con ngươi Sảo Nhi, bỗng nhiên cười ha ha. "Tốt tốt tốt, lão già ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Các ngươi là hạt giống tốt tu luyện trời sinh." Lão khất cái lấy ra một lệnh bài giống như dùng ảo thuật, ném cho Tạ An. "Đây là..." Bên trong ánh mắt của Tạ An tràn ngập không hiểu. "Ngày mai cầm khối lệnh bài này đi Càn Khôn Tử Vân Cung, ta xem ai dám không thu ngươi." Dứt lời, thân hình lão khất cái ảm đạm, dần dần biến mất. "Lão già, ngươi đến cùng là ai?" Tạ An muốn bắt lấy lão khất cái, lại chỉ bắt được một sợi khói trắng. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 907, Băng Linh Căn, Tuyệt Thế Thiên Tài. 1. Chờ nhà ngươi gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung, tự nhiên biết rõ lão già ta là ai, ha 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 ha. Lão khất cái biến mất, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trầm mặc không nói. Hiện tại ở đâu ra tên ăn mày, đây rõ ràng là vị Nguyên Anh lão tổ đã mất tích của Càn Khôn Tử Vân Cung kia, ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Tạ An, động tâm tư thu đồ.
Tạ An không lộ diện đã thành người của Càn Khôn Tử Vân Cung, Vấn Đạo Tông cũng không thể không nể mặt đoạt đệ tử cùng loại tiểu tông môn bất nhập lưu này. Không gian vặn vẹo, hai người đi ra, quần áo ngăn nắp xinh đẹp, không hợp với hoàn cảnh miếu hoang. Các ngươi là ai? Tạ An cảnh giác nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, vụng trộm bảo hộ Xảo Nhi ở sau lưng. Mặt Lục Dương mỉm cười, chớ có bối rối, chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói, a, tiểu tử này là độ kiếp kỳ ngụy trang. Nụ cười trên mặt Lục Dương cứng ngắc, tiên tử ngài lần sau có thể nói sớm một chút không? Lúc trên khánh điển tông môn ngươi còn gặp qua hắn, bản tiên nhớ kỹ là thái thượng trưởng lão của tông môn siêu phẩm vô cực môn, vô cực tôn giả. Những đại lão các ngươi rảnh rỗi cả ngày giả mạo phàm nhân đúng không? Biết được thân phận chân thật của Tạ An, Lục Dương nghĩ thông suốt toàn bộ quá trình, dựa theo hiện tại tình huống nhìn, nếu như không có mình, Tạ An sẽ gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung, các đệ tử Càn Khôn Tử Vân Cung nhục nhã Tạ An, nói không chừng còn hoài nghi lệnh bài là nhặt, sau đó Tạ An khắc khổ tu luyện, thu phục một đám đệ tử, chấn kinh đám người. Lại từ đệ tử ngoại môn đến đệ tử nội môn, đám trưởng lão bởi vì lợi ích, muốn hãm hại Tạ An, tông chủ nhu nhược, không gánh nổi Tạ An, lúc đó thì lão khất cái xuất hiện, ngay trước mặt mọi người thu Tạ An làm đệ tử, chấn kinh đám người. Sau đó Tạ An xuất lĩnh Càn Khôn Tử Vân Cung, chinh phục hai đại tông môn khác, trở thành tông môn mạnh nhất Cửu Long Thành. Nói không chừng còn có thể tìm tới bí cảnh giấu ở bên ngoài Cửu Long Thành, thu hoạch được cơ duyên, tìm tới lý do mới cho mình mạnh lên. Từ đây nhất phi trùng thiên, khi Mạnh Cảnh Chu còn đang thân thiết hỏi Tạ An muốn khảo thí căn cốt hay không, Lục Dương bỗng nhiên nói, ngài là vô cực tôn giả. Thân thể Mạnh Cảnh Chu cứng đờ, yên lặng lui ra phía sau. Hắn biết rõ đối với chuyện như thế này, Lục Dương sẽ không làm sai lầm trong phán đoán. Tạ An mặt lạnh lấy, không hổ là đồ đệ Vân Chi dạy dỗ, thế mà có thể khám phá chân thân của bản tọa. Nói tới Vân Chi, Lục Dương chợt nhớ tới Tam Sư Tỷ từng nói qua, đã từng có một ít đại năng bởi vì bị đả kích. Đạo tâm vỡ vụn, vì nhặt lại đạo tâm, từ thời kỳ phàm nhân bắt đầu trang bức đánh mặt. Vô cực tôn giả là loại tình huống này, cũng không đúng, về mặt thời gian thì nói không thông. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngài cũng đang nhặt lại đạo tâm nhỉ, tại sao lại làm thêm một lần? Tạ An lộ ra một nụ cười đầy tàn nhẫn, bản tọa nghiện. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Tạ An nói phi thường có đạo lý. Loại chuyện này xác thực phi thường dễ dàng nghiện, nàng thường xuyên mang theo Khương Liên Y cùng Ngao Linh làm như vậy. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, ta biết rõ Tạ An ngươi có vấn đề, đại hạ không có tên ăn mày, lão khất cái là ngụy trang, tiểu ăn mày ngươi thật là tên ăn mày sao? Cái này còn khảo nghiệm phẩm hạnh cái gì, ai khảo nghiệm ai cũng nói không chính xác. Đái sư huynh ngươi cho danh sách cùi bắp gì thế này, người đầu tiên liền không bình thường. Vậy chúc tôn giả ngài tu luyện vui sướng, hai người chúng ta đi trước. Lục Dương mắt liếc để lão Mạnh đi qua một cái, đầu óc hắn vừa rồi không dùng được, ngay trước mặt Xảo Nhi, nói toạc ra thân phận của Tạ An, ảnh hưởng đến Tạ An châu già gặm cỏ non, hơi chột dạ. Hai người rút lui rời đi miếu hoang. Chờ đã. Thân sắc Tạ An bất thiện nhìn Lục Dương, tiểu tử ngươi gọi ra chân thân ta ngay trước mặt Xảo Nhi, ta ngày sau còn như thế nào ở chung cùng Xảo Nhi. Sau khi Xảo Nhi biết được Tạ An là đại tu sĩ độ kiếp kỳ, thân sắc ngốc trệ, hiển nhiên là bị chuyện này hù dọa. Tiền bối ngài có chuyện gì? Trên mặt Lục Dương hiện ra ý cười, muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính. Ngươi đã gọi ta một tiếng tiền bối, ta cũng không thể keo kiệt, như thế này đi, ta áp chế cảnh giới đến Nguyên Anh sơ kỳ, chúng ta tranh đấu một trận, để cho ta dạy dỗ ngươi chiến đấu như thế nào. Lục Dương trầm mặc, tiền bối ngài nếu muốn, đánh ta có thể nói thẳng, không cần phí sức lớn như thế, có đánh hay không? Tạ An hiển nhiên có khí độ của tiền bối, không lấy cảnh giới đè người. Lục Dương thở dài, nhìn dạng này là nhất định phải đánh, vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Hai người đi ra miếu hoang, nơi này là ngoài thành, rất ít người đi đường, nếu không thì miếu thờ cũng sẽ không rách nát. Tạ An mở ra một bộ phận áp chế, cảnh giới kéo lên từng cấp, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh sơ kỳ. Hắn lấy đại pháp lực mô phỏng ra dáng vẻ nguyên anh kỳ trước đó, cả nguyên anh đều mô phỏng ra. Mô phỏng nguyên anh kỳ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hắn lần trước khôi phục đạo tâm đã làm qua như vậy. Lục tiểu tử, đến đây. Tạ An triển khai tư thế, có phong thái của tiền bối,
để Lục Dương xuất thủ trước. Lục Dương không dám khinh thường, lấy thanh phong kiếm đối địch, rút kiếm như nước, kiếm mang vô cùng sắc bén, tinh khí thần hợp nhất, kiếm ý phiếu miểu, khiến kiếm tu thiên hạ xấu hổ. Hảo kiếm pháp, Tạ An sáng mắt lên, trình độ kiếm đạo của tiểu tử này so với lần trước Khánh Điển đại chiến cùng Thiên Đình giáo lại lên một tầng. Nếu mình là Nguyên Anh kỳ chân chính, thật là không phải đối thủ của tiểu tử này. May mắn hắn hiện tại là Nguyên Anh kỳ có được ánh mắt độ kiếp kỳ. Chương 908, Băng Linh Căn, Tuyệt Thế Thiên Tài 2 3. Cửu Tiết Tiên Quất ra, đầu roi đánh vào bên trên không khí, lôi quang văng khắp nơi. Cửu Tiết Tiên lấy nhu thắng cương, tựa như dao lòng trong nước, biến hóa vô tận, khó mà suy nghĩ, roi thoáng đụng vào thanh phong kiếm, liền khiến cho mũi kiếm chếch đi, cho dù một kiếm này có uy lực lớn bao nhiêu, đánh không trúng đều là vô dụng. Cổ tay Lục Dương rung lên, trường kiếm hóa thành bốn chuôi, không phân rõ một thanh nào mới thật sự là thanh phong kiếm. Kiếm quang tụ tập kiếm khí, từ cửu thiên rủ xuống, chiến đấu cùng một chỗ với giao long trong nước, đánh khó hòa giải. Lại có tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm song song bay ra, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, không khí cháy bỏng vặn vẹo. Tạ An miệng phun tử lôi, lôi hỏa chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh giống như long trời lở đất. Lục Dương họa địa lao vây Tạ An ở dưới mặt đất, Tạ An cười ha ha một tiếng, dưới chân sinh ra vô số thủy long, xông phá lồng giam. Lục Dương lấy phân thủy thuật hóa giải, thủy long còn chưa đụng phải Lục Dương, liền hóa thành khí thể tiêu tán hết. Lục Dương chui xuống dưới đất, song sinh tịnh đế liên nở rộ, sinh ra song sinh tử, hai người hai kiếm, đồng thời công kích Tạ An, Tạ An xê dịch bước chân. Xen kẽ bên trong khe hở hai kiếm, đồng thời mi tâm bay ra một Nguyên Anh, cầm trong tay Cửu Tiết Tiên, cùng hai Lục Dương đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người đấu pháp, đánh khó hòa giải, bất phân thắng bại. Hảo tiểu tử, thật đúng là có thể đánh với ta có đến có về. Tạ An nhếch miệng lên một ý cười âm lãnh, bất quá ngươi cho rằng ta chỉ biết chút thứ ấy. Hôm nay sẽ để ngươi kiến thức một, chút có Nguyên Anh kỳ kiến thức độ kiếp kỳ đáng sợ đến cỡ nào. Tạ An chân đạp thái thượng vô cực bộ, lấy bộ pháp phác họa ra đại trận, linh khí trong đại trận sao động, bùn đất sụp ra, cỏ cây điên cuồng tăng trưởng. Bộ trận pháp này có thể khống chế hết thảy cỏ cây trong phạm vi, có yêu cầu rất cao về độ tinh tế của trận pháp, là trận pháp mà anh kỳ bất kể như thế nào đều không thi triển ra được. Cỏ cây điên cuồng, lôi cuốn khối bùn nặng nề, trên cùng còn có Nguyên Anh nắm giữ Cửu Tiết Tiên, phong kín hết thảy đường lui. Bá! Lục Dương khẽ quát một tiếng, thanh phong minh nguyệt kiếm đồng thời chém ra, mảnh gỗ vụn nổ tung, chém ra một chỗ lỗ hổng, còn chưa chờ lao ra, liền bị cây cối căng vọt ngăn chặn. Lục Dương phóng lên tận trời, muốn rời đi, phía trên lại có Nguyên Anh của Tạ An phong tỏa, căn bản không trốn thoát được. Lục Dương hâm mộ nhìn Nguyên Anh Tạ An cầm trong tay Cửu Tiết Tiên chiến đấu, vô địch anh của mình sao lại chỉ đánh mình. Đợi đã, giống như vô địch anh không chỉ có thể đánh mình nha. Tiền bối, đắc tội. Lục Dương thi triển công pháp, cắt ra liên hệ với vô địch anh, đưa vô địch anh đến đan điền của Tạ An. Tạ An cười ha ha, nếu ngươi có thủ đoạn, dùng hết ra để cho ta xem, nhìn ngươi có mấy phần phong thái của Vân Chi. Mẹ nó đây là cái gì? Tạ An còn chưa cười xong, vô địch anh liền chui vào đan điền của Tạ An, gặp người liền đánh. Hắn sống hơn ngàn tuổi, chưa thấy qua Nguyên Anh nhà ai chiến đấu như thế này. Tạ An vội vàng triệu hồi Nguyên Anh, ở trong đan điền triển khai chiến đấu cùng vô địch anh. Thế nhưng vô địch anh ra chiêu, chiêu chiêu tinh diệu tuyệt luân, tinh xảo đến cực điểm, mỗi một lần công kích đều có thể đánh tới Tạ An đau nhức. Mà lấy kiến thức độ kiếp kỳ đều ứng đối không được loại công kích này, đau hắn ngã trên mặt đất, mồ hôi lớn như hạt đậu nành nhấp nhô ở trên cái trán. Bỗng nhiên, trong cơ thể Tạ An bộc phát ra lực lượng vô tận, bài xuất vô địch anh bên ngoài cơ thể. Lục Dương một lần nữa nối liền liên hệ cùng vô địch anh, cười nói, tiền bối, ngươi đây cũng không phải là chiến lực Nguyên Anh kỳ. Mới rồi Tạ An vì không muốn tiếp tục bị vô địch anh đánh đập, vô ý thức xuất ra một phần lực lượng. Được rồi, tính ngươi thắng, không sao liền cút nhanh lên. Tạ An bực bội khoát khoát tay, thừa nhận mình thua. Lục Dương ôm quyền thu kiếm, quay đầu hô, lão mạnh, chuẩn bị đi. Chờ một chút, tiểu nha đầu này căn cốt đặc biệt tốt. Trong giọng nói của Mạnh Cảnh Chu mang theo mừng rỡ. Mạnh Cảnh Chu cầm căn cốt thạch lớn chừng bàn tay, là phẩm chất loại tốt nhất, không cần tiếp xúc,
chỉ cần đặt ở bên cạnh phàm nhân đã có thể kiểm tra ra căn cốt. Hắn gặp Lục Dương cùng Tạ An đánh khó hòa giải, cảm thấy thừa dịp này không bằng đo linh căn cho Sảo Nhi. Căn cốt thạch ở bên người Sảo Nhi, trong viên đá trong suốt xuất hiện một băng tinh không có một tia tạp chất, biến dị đơn linh căn, là băng linh căn. Nha đầu này là băng linh căn. Cái gì, còn có loại chuyện tốt này? Lục Dương nghe nói cũng sướng đến phát rồ, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. À, vừa rồi quên nói, nha đầu kia cũng là độ kiếp kỳ, ngươi cũng từng gặp qua trên khánh điển, là thái thượng trưởng lão của Mị Tông. Bất Hủ tiên tử nhắc nhở, Lục Dương bối rối. Sảo Nhi cô nương cuối cùng tỉnh táo lại từ bên trong sự thật Tạ ca ca là vô cực tôn giả, tản ra khí tức cực hàn, làm cho người không rét mà run. Vô cực, nghĩ không ra là ngươi. Nàng hô Tạ ca ca non nửa năm, vốn nghĩ âm thầm cho Tạ An tài nguyên, hưởng thụ khoái cảm bồi dưỡng. Cuối cùng lại cho thấy thân phận, hai người kết làm phu thê, không nghĩ tới Tạ An là lão hỗn đản vô cực tôn giả này. Tạ An cảm nhận được cỗ này lực lượng quen thuộc, biến sắc, đồng dạng giận dữ, thiên kiều, là lão yêu bà người. Hắn còn muốn dẫn Sảo Nhi cùng một chỗ tu luyện, trải qua rất nhiều nguy hiểm, bắt được trái tim của Sảo Nhi, trong lúc nguy cấp bị ép bại lộ thân phận. Chiến thắng địch nhân, cùng Sảo Nhi song túc song phi, không nghĩ tới Sảo Nhi là lão yêu bà thiên kiều tôn giả này. Lục Dương cảm thấy Càn Khôn Tử Vân Cung thật sự là phúc nguyên không cạn, thế mà có thể thu hai đại độ kiếp kỳ làm đệ tử, cho dù Vấn Đạo Tông cũng không có bản lĩnh này. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 909, Bí cảnh Cửu Long Thành. Lục Dương cảm thấy Tạ An cùng Sảo Nhi đi Càn Khôn Tử Vân Cung cũng rất tốt, Càn Khôn Tử Vân Cung nhiều thêm hai tên độ kiếp kỳ. Môn phái khác cũng sẽ không bị hai tên độ kiếp kỳ tai họa, cục diện cả hai cùng có lợi. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ thối lui đến bên cạnh Lục Dương. Sảo Nhi, không, hiện tại là thiên kiều tôn giả. Thiên kiều tôn giả tán phát hàn ý cóng đến cốt tủy hắn đều rét run. Hiện tại độ kiếp kỳ phổ biến như thế sao, đi ra ngoài đều có thể gặp phải hai người. Lục Dương nhỏ giọng thầm thì. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc suy nghĩ trải nghiệm khi đi ra ngoài cùng Lục Dương, hình như chúng ta mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đụng phải độ kiếp kỳ. Lục Dương hoang mang, hình như đúng là chuyện như vậy. Vô cực, lão già này ngươi giả trang tiểu hài tử cái gì, dáng dấp còn non như thế. Sảo Nhi giận dữ mắng mỏ Tạ An, sớm biết rõ Tạ An là vô cực tôn giả, nàng làm sao ở chỗ này đợi non nửa năm. Lãng phí tình cảm, Tạ An không cam lòng yếu thế, phun một cục đàm, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi trước đây bị mấy giặc cướp truy sát. Khóc nói với ta van cầu ca ca ngươi mau cứu ta, cha mẹ ta, gia phó đều bị cướp phỉ giết, ngươi giả bộ cũng thật giống. Không có ngươi giả bộ giống, cả ngày vây quanh lão khất cái đi dạo, cùng người ta đánh cờ, trà trộn vào tông môn Nguyên Anh kỳ đều quanh co khúc khuỷu như thế. Ngươi vô sỉ. Ngươi không muốn mặt. Hai đại độ kiếp kỳ phát sinh cãi vã, lấy ánh mắt giao chiến, không gian tựa như muốn ngưng kết, hai người Lục Dương nhìn mà kinh hồn táng đảm, sợ bọn họ đánh nhau. Nếu bọn họ đánh nhau, người thứ nhất xui xẻo chính là hai người bọn hắn. Lúc Lục Dương làm tông chủ đại diện, nhìn qua tình báo liên quan tới hai vị độ kiếp kỳ này. Hai vị độ kiếp kỳ này là người cùng thời đại, từ nhỏ nhận biết, là thanh mai trúc mã, còn có đồn đại nói hai người bọn họ từ nhỏ đã có quan hệ thông gia từ bé. Vô cực tôn giả bên này gia đạo sa sút, gia tộc của thiên kiều tôn giả đưa ra quyết định từ hôn, hai người lúc này mới không có kết thành phu thê. Mặc kệ lời đồn đại này là thật hay là giả, tóm lại sau khi hai người này gia nhập tông môn của riêng mình, liền đọ sức lẫn nhau. Từ luyện khí kỳ một mực đọ sức đến độ kiếp kỳ, thuận tiện còn thăng cấp tông môn của riêng bọn hắn thành tông môn siêu phẩm. Tại thời đại của bọn hắn, hai người bọn họ là thiên tài lộng lẫy nhất, người đồng lứa mắt thấy thiên tư của bọn hắn cũng cảm thấy hổ thẹn, không sinh ra tâm tư ganh đua so sánh. Bất luận là ở thời đại nào, có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, đều là thiên tài trong thiên tài. Sau khi trở thành độ kiếp kỳ, hai người bọn họ có thân phận trưởng bối, sẽ không tùy tiện động thủ giống như trước kia. Mà bọn hắn là độ kiếp kỳ, động thủ chính là hủy thiên diệt địa, khôi phục sau đó sẽ rất phiền phức. Số lần hai người âm thầm đấu đá cũng không phải số ít, tỉ như thông qua bồi dưỡng đệ tử, để các đệ tử tiến hành chiến đấu, hoặc giả mạo đệ tử tiến hành chiến đấu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thấy thế,
lặng lẽ rời đi, sợ đi chậm liền đi không được. Chờ một chút, khoan hãy đi, bên trong ngôi miếu này tựa hồ có một bí cảnh. Bất Hủ Tiên Tử gọi lại Lục Dương. Bí cảnh? Ở đâu? Đang ở trong cái miếu, đằng sau đài sen. Bất Hủ Tiên Tử ho Lục Dương. Bị lòng hiếu kỳ điều khiển, Lục Dương vụng trộm đi vào đằng sau đài sen trong miếu hoang. Sau đài sen đều là tro bụi, Lục Dương phủi nhẹ tro bụi, lộ ra cổng vào bí cảnh, là một lỗ khảm rất nhỏ. Lão Mạnh, ngươi mau tới đây, nơi này có một chỗ bí cảnh. Lục Dương gọi lại Mạnh Cảnh Chu đang canh giữ ở ra vào miếu hoang. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy bước nhanh đi qua. Hai vị độ kiếp kỳ nghe nói nơi này có bí cảnh, tạm thời ngưng chiến, nhìn thấy lỗ khảm, cũng rất ngạc nhiên. Hai người bọn họ một mực tận tâm tận lực ngụy trang phàm nhân, không có chú ý tới cổng vào bí cảnh ở ngay bên cạnh. Truyền thuyết kể rằng ngoài thành Cửu Long Thành có một chỗ bí cảnh, chắc hẳn chính là chỗ này. Lục Dương suy nghĩ nói, nghĩ không ra thật là có bí cảnh. Tạ An kinh ngạc, hắn đều sắp xếp cẩn thận bí cảnh ở bên trong núi rừng gần đây, chỉ chờ ngày nào gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung. Sau khi trở thành đại sư huynh, trong một lần ngẫu nhiên thu hoạch được cơ duyên, hắn an bài cơ duyên đầy đủ để mình tu luyện tới hợp thể kỳ, tích máu thử một chút. Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Được. Lục Dương nhỏ máu, lấp đầy lỗ khảm không phản ứng chút nào. Tạ An nghiêm túc phân tích nói, cái này nên dùng một loại tín vật nào đó mới có thể lấp đầy, về phần là tín vật gì thì không biết rõ. Lỗ khảm này làm sao nhìn quen mắt như thế? Lục Dương nghi hoặc. Đúng rồi, tiền bối ngài thử một chút lệnh bài lão khất cái cho xem. Tạ An nghe vậy, đưa lệnh bài hình dạng tử vân vào trong lỗ khảm, vừa hay có thể lấp đầy 1/3. Chẳng lẽ nói cần lệnh bài của ba đại tông môn? Muốn tìm mặt hai tông môn khác lấy không? Không cần phiền toái như vậy. Sở Nhi đưa tay nhấn lên trên lỗ khảm, nhẹ nhàng kéo một cái, xé mở một vết nứt không gian, nàng chỉ cổng vào bí cảnh, bây giờ có thể tiến vào. Bốn người đều rất hiếu kỳ bên trong bí cảnh có cái gì, trực tiếp nhảy vào. Chương 910, Quý Hồng Văn Hảo Tâm, 1. Bí cảnh không lớn, chủ thể là một tòa cung điện sang trọng. Bốn người đi đến trong cung điện thờ phụng một pho tượng, bởi vì lâu dài không có hương hỏa, pho tượng lộ ra rách dưới. Tựa hồ cảm nhận được bí cảnh bị mở ra, có người tiến vào, pho tượng run rẩy một cái, một tên lão giả râu ria hoa râm bay ra, lão giả vui mừng nhìn bốn người. Chắc hẳn chính là bốn người các ngươi dựa theo lời tiên tri tập hợp đủ ba khối lệnh bài, mở ra bí cảnh. Đây là một đạo thần niệm ta lưu lại, ta biết rõ trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi kể lại. Không biết các ngươi phải chăng nghe nói qua tên của ta, ta gọi Trường Đạo, từng là người mạnh nhất Cửu Long Thành này, tu vi hóa thần đỉnh phong, thành chủ thấy ta đều muốn làm lễ vãn bối. Đáng tiếc ta tiêu dao cả đời, cuối cùng sẽ rơi xuống bên trên hai chữ thọ nguyên. Cường giả cũng không phải là thọ nguyên vô hạn, khi đó ta vô vọng đến luyện hư kỳ, đại nạn sắp tới, ta không có e ngại tử vong, nhưng ta có ba đồ đệ, bọn hắn đều rất ưu tú. Lại sinh ra khoảng cách, riêng phần mình cạnh tranh lẫn nhau, thành lập ba đại tông môn, khi ta sống còn vẫn có thể ngăn chặn bọn hắn, nếu ta vừa chết, bọn hắn tất nhiên phát sinh nội đấu. Cho nên trước khi ta lâm chung lưu lại lời tiên tri, ba tông hợp, ba lệnh cùng, phía dưới Phật môn có độ kiếp, ta lưu lại một bản công pháp tu luyện tới độ kiếp kỳ. Muốn có được quyển công pháp này, nhất định phải tập hợp đủ ba khối lệnh bài. Ba khối lệnh bài này là tín vật của ba người bọn hắn. Các ngươi có thể tập hợp đủ ba khối lệnh bài, chắc hẳn ba người bọn hắn đã quay về trạng thái hòa hợp rồi, ta rất vui mừng. Biết rõ một câu cuối cùng trong lời tiên tri chỉ là nơi này, có thể thấy được các ngươi có tài trí siêu quần. Lão giả mở ra một cái dương gỗ nhỏ, bên trong hòm gỗ có một bản công pháp. Đây là công pháp mà ta lúc tuổi còn trẻ có được từ Vô Cực Môn, mặc dù không trọn vẹn, chỉ có nửa bộ phận trước, bất quá có thể cam đoan các ngươi tu luyện tới hóa thần kỳ, ta chính là dựa vào nó mới tu luyện tới hóa thần đỉnh phong. Muốn thu hoạch được công pháp sau, các ngươi cần nghĩ biện pháp gia nhập Vô Cực Môn. Tạ An nhìn lão giả, chắp tay nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Tạ An cải biến dung mạo, khuôn mặt, hình thể phát sinh biến hóa, khôi phục thành dáng vẻ lúc đầu, lạnh lùng nhìn lão giả. Ta gọi Tạ Cửu, ngươi cũng có thể gọi ta Vô Cực Tôn giả. Lão giả trầm mặc 2 giây, yên lặng quỳ xuống.
Thật xin lỗi, ta không nên trộm công pháp. Nếu như có thiếu niên tài tuấn gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung, có thiên phú, phấn đấu cùng cơ duyên gia trì, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, thống nhất hai đại tông môn khác, tập hợp đủ ba lệnh bài, mở ra bí cảnh, thu hoạch được truyền pháp của tổ sư Gia Trương Đạo, đạt được công pháp độ kiếp kỳ không trọn vẹn của siêu phẩm tông môn, thuận lợi tu luyện tới hóa thần kỳ. Nếu như vận khí cho dù tốt một chút, liền có thể gia nhập siêu phẩm tông môn, hoàn thiện công pháp, từ đây thẳng tới mây xanh, trở thành cường giả độ kiếp kỳ. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là xác thực có thiếu niên tài tuấn, mà không phải Vô Cực Tôn giả loại lão quái giả mạo thiếu niên này. Thu hồi suy nghĩ, Lục Dương yên lặng nhìn một màn trước mắt. Trương Đạo quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, thật xin lỗi, ta không nên trộm đồ, tôn giả ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Trương Đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chính là trộm một bản công pháp, mà lại đi qua lâu như vậy, còn có thể dẫn tới Vô Cực Tôn giả vị đại nhân vật này trực tiếp đi tìm. Trương Đạo không hơn trăm tuổi hơn, khi hắn còn không có lúc tu luyện, Vô Cực Tôn giả cũng đã là độ kiếp kỳ cao cao tại thượng, là tuyệt thế đại năng hắn dùng cả một đời đều cao không thể chạm. Quyển công pháp này có vấn đề, ẩn giấu đi bí mật khiến cả độ kiếp kỳ đều động tâm. Trương Đạo nghĩ không thông. Vô Cực Tôn giả khẽ khẽ thở dài, được rồi, đứng lên đi, bản thể ngươi đã chết, lưu lại nơi này bất quá là một đạo thần niệm, trừng phạt một đạo thần niệm thời gian không nhiều có gì tác dụng. Đa tạ tôn giả. Trương Đạo lại cúi đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy. Bất quá có một chuyện ngược lại là cần ngươi phối hợp. Tôn giả có lệnh, Trương Đạo chắc chắn xông pha khói lửa. Ngày mai ta sẽ gia nhập Càn Khôn Tử Vân Cung, ngoảnh lại tìm cơ hội tập hợp đủ ba đạo lệnh bài. Sẽ còn đến tìm ngươi, đến thời điểm đó ngươi giả bộ như không biết ta, đem quyển kia công pháp truyền thụ cho ta. Trương Đạo nghe được đầu đầy dấu chấm hỏi, Vô Cực Tôn giả nói chuyện vượt qua năng lực phân tích của hắn. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải dùng sức gật đầu nói phải. Vô Cực, ngươi còn muốn tiếp tục đi tới đích? Thiên Kiều Tôn giả trêu chọc. Trương Đạo nghe được, Thiên Kiều Tôn giả xưng hô Vô Cực Tôn giả, mồ hôi lạnh ứa ra, từ trong giọng nói nhìn, tiểu cô nương này cũng là một vị đại nhân vật khó lường. Vô Cực Tôn trọng hừ lạnh một tiếng, có gì không thể. Hắn vừa bị Lục Dương dùng Vô Địch Anh đánh cho một trận, có chút tiếp chịu không được sự thật này, cần phải đi Càn Khôn Tử Vân Cung tìm xem tự tin. Bốn người rời đi bí cảnh, hai người Lục Dương vội vàng cáo biệt hai vị đại năng, sau khi cáo biệt vội vàng rời đi, cách rất xa còn có thể nghe được hai vị đại năng đối thoại. Các bạn vừa nghe xong tập 91 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.